Xin chào quý anh chị các bạn, mình là được tư vấn bán hàng của Mitsubishi Long An. Hôm nay đứng kênh được đây là một chiếc Xpander Cross 2023 màu nâu. Mọi người xem sơ màu nâu nó thế nào. Nâu nâu xanh khi chúng ta đậu xe ở nơi mát nó có màu hơi xanh rất là đẹp. Khi chúng ta ra nắng nó sẽ thay đổi lên một cái màu nâu là tuyệt vời luôn nha mọi người. Đó, hiện tại Mitsubishi Long An đã về một lô xe đủ màu trắng, nâu, cam đen. Anh chị em cứ thích màu nào là chúng ta chọn và có xe giao ngay. Và hiện tại chiếc Xpander Cross 2003 màu nâu này có giá niêm yết là 698 triệu đồng. Và hôm nay được sẽ chia sẻ những cái thay đổi về ngoại thất, nó có những điểm gì đặc biệt và nó có giá như vậy mà ai ai cũng muốn sở hữu nha mọi người. Xin mời mọi người. Dạ ok mọi người, trước tiên chúng ta thấy về ngoại thất của chiếc Xpander Cross 2023 màu nâu này. Nó có phần mặt ca lăng. Đó, ca lăng được thiết kế lại nhìn trông rất là hầm hố, nó và dày đầy đặn hơn, chắc chắn hơn, và tiết ba viên kim cương. Đó, thật là bắt mắt. Hầm hố nha mọi người. Rồi, tiếp theo là phần cản. Đó, chúng ta thấy được khắc họa dày hơn nè. Dày hơn rất là nhiều. Y như bề mặt của một chiếc SUV 7 chỗ cỡ bự luôn nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo cái phía trước có tích hợp cam 360. Đợt này là đây, nhìn nguyên một khối luôn nha. Rất là chắc chắn. Rồi, tiếp theo đây là hiện tại đèn định vị ban ngày tích hợp luôn xi nhan. Còn đây thanh mạ chrome so với cái bản 2002, đây là chắc chắn và dày. Đèn full led, tông nền là nền đen nha mọi người. Đặc biệt đèn này có thể chỉnh lên xuống độ cao thấp, giúp cho chúng ta đi vào những cung đường cho xe đối diện không bị chói nha mọi người. Cái phần tiếp theo là đèn sương mù phá sương, được thiết kế lại là đèn led, nhưng mà được thiết kế cái viền này hình chữ nhật, chúng ta nhìn trông rất là hầm hố, đầy đặn luôn, nguyên một bộ body kit luôn nha. Rồi, tiếp theo về cái phần Xpander Cross 2022, chúng ta thấy có phần ốp dè nó hơi nhô ra rất là nhiều, còn 2023 đã thấu hiểu và tinh chỉnh lại rất là ôm sát, rất là thể thao, nếu mà so ra chỉ cần nhỏ hơn một lóng tay nha mọi người. Đó, từ bánh xe trước trải dài phía sau rất đẹp. Rồi, tiếp theo về la răng. La răng vẫn giữ nguyên âm 17 inch và được thiết kế đa chấu, trông rất là xe, rất là thể thao, cộng với phanh đĩa nhìn rất là cứng cáp, rất là lực nha mọi người. Rồi, tiếp theo chúng ta thấy về phần Xpander Cross 2022, nguyên một phần ốp cửa này là bằng nhựa, nhưng mà Xpander Cross 2023 được tinh chỉnh lại ốp mạ chrome trải dài từ cửa trước đến sau đây, rất là cứng cáp luôn, tuyệt vời hơn. Đây vẫn là giữ phong độ lại cam 360. Tiếp theo đặc biệt cái là thanh giá nóc được thiết kế vẫn là tông màu đen, đen bóng luôn nha mọi người. Đó, thanh giá nóc. Đặc biệt hơn cái phần kính này, đây là kính tối màu nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Đây là kính không tối màu, đây là kính tối màu đây. Đây là chưa dán phim cách nhiệt nha mọi người, nhưng mà trông rất là mát, rất là ấm áp luôn. Rồi, tiếp theo về phần đuôi xe, đây là đậm chất đèn led, đèn chữ T y như con Xpander Premium. Đó, đèn chữ T rất là bắt mắt. Về phần cản sau, đây cản sau cũng được thiết kế tinh chỉnh lại, dày dặn hơn, bắt mắt hơn. Đây được lắp hai cảm biến lùi. Và đèn phản quang được thiết kế dạng ngang nha mọi người. Còn chiếc Xpander Cross 2022 là dạng đứng. Đây là cam lùi
Đó, được tích hợp luôn. Rồi đặc biệt hơn một cái nữa, ít Xpander cà rốt, đây hai dòng điểm nhấn rất là đặc biệt. Đó là nãy giờ được tổng quan sơ lại về thay đổi ngoại thất của Xpander cà rốt 2023. Và còn chần chờ gì hơn nữa, nếu mọi người có nhu cầu đăng ký xe lái thử trải nghiệm tại nhà cùng với gia đình thì hãy gọi cho được Mitsubishi Long An, số điện thoại 0832 208 208. Được xin chân thành cảm ơn.